Đây các bác cần cầm cho em một cái khẩu trang đi theo cho ông đỡ đái. Cho đỡ vào mặt. Cho đỡ người thấy mùi nước đái nó khó chịu lắm các bác ạ. Đây là em sẽ kéo khóa trước. Đây đằng sau quay đằng sau đây cái mặt nạ này, đấy cái quân mặt nạ này phiên bản mới nhất của năm 2023 này. Đây nha, đây chuẩn bị bắt cái ổ ong này anh em nhá, đấy chuẩn bị ăn bắt, đấy, đây ong, đấy ong bỏ vẽ này anh em nhá, đấy, chuẩn ong, đây là người ổ anh em nhá, đấy bắt ổ ong này, ok anh em nhá. Ăn luôn nào đâu? Lấy luôn giữa đi. Đây luôn giữa tắt đi. Ăn để quay ông chim. Đây. Bây giờ bố em sẽ mặc bộ này nha các bác nha. Mặc bộ không quạt. Quay cho em để ra mắt cùng em nha. Thôi bộ dàn di thôi anh, kéo cần ra đâu, rút hết vào đây, rút hết vào này. Còn đây là em đi xuống bắt hộ nhà cô em nhá. Tại vì đó là vườn nhãn thôi, không thể nào mà bẻ được cái chỗ cành đấy. Thế là cô ấy nhờ bố con em xuống bắt hộ. Đây, quần áo rất chi là an toàn nhá các bác. Không sợ, em con gái em có vẫn được các bác thì sợ gì ạ. Đây, có quạt cực kỳ là mát luôn nhá các bác nhá. Đây, của ông đây. Để vội hết đi xong rồi đi vào chứ. Đi qua đây. Đây. Ok, cực mẩy này. Con quay đi con xem nào. Mẩy nha các bác nha. Đấy. Thì một video ngắn em giới thiệu về giới thiệu về bộ quần áo bắt ong nha các bác nhá. Các bác muốn mua thì liên hệ có số điện thoại em để ở dưới tiêu đề. Đấy thì video ngắn em xin chào tạm biệt các bác nhá. Các bác cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký. Nhấn ở chiếc chuông sẽ có nhiều lượt thông báo để các bác có thể xem em được nhiều lần hơn nhé các bác nhá.